Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
một điệu múa của hội viện đầy thôn Tông Cùng với điệu múa được mang tên Lục Yên. Màu xanh quê hương sẽ nói về quê hương Lục Yên, quê tương của chúng ta. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Chúc mừng nào quý vị ơi.
Thank you.
sao có thể được lớn nào quý vị ơi.